rời xa chốn thị thành và tạm gác qua những điểm đến nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay, 360 độ du lịch muốn giới thiệu đến quý vị một địa điểm khá nên thơ và gần gũi cùng với thiên nhiên. Đó là Hồ Hòa Trung, là một điểm được mệnh danh là thảo nguyên xanh của thành phố Đà Nẵng. Còn bây giờ, hãy theo chân Đình Trực nha. Không gian đẹp như một bức tranh thủy mặc với đồng cỏ xanh và nắng vàng. Món quà thiên nhiên dành tặng cho những du khách muốn khám phá những nét hoang sơ, thả hồn phiêu lãng ở những vùng quê bình dị và tận hưởng những giây phút bình yên. Hồ Hòa Trung có hai mùa nước, trong đó đẹp nhất là mùa nước cạn vào tháng 10 và 11 hàng năm. Dạ, chào anh. Chào anh. Cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, dạo quanh một vòng Hồ Hòa Trung thì chắc hẳn chúng ta đã cảm nhận được không gian vô cùng tuyệt vời ở đây. Và người bạn đồng hành cùng với 360 độ du lịch kỳ này cũng như đồng hành với Đình Trực chính là anh Khải Hoàng, một phượt thủ đã luôn dành tình cảm, dành đam mê cho Hồ Hòa Trung. Mình sinh ra và lớn lên tại vùng này. Tuổi thơ của mình là gắn liền với Hồ Trung, với những trò như là đi hái sim, câu cá, đi bắt ốc. Đây là một cái hồ rất đẹp của Đà Nẵng nhưng mà rất ít cơ hội như những bạn trẻ tới đây để trải nghiệm thiên nhiên. Thì mình mới và những người bạn ở đây mới tổ chức lên những cái chương trình để cho những người trẻ hoặc những người mà yêu thiên nhiên hoang dã họ tới đây họ cắm trại, họ trải nghiệm những cái cuộc sống người dân bản địa ở đây. Vâng, với một người nhiệt huyết và luôn dành đam mê cho Hồ Hòa Trung thì hy vọng ngày hôm nay anh Khải Hoàng sẽ cùng với 360 độ du lịch sẽ dẫn tụi em đi để giới thiệu những cái trải nghiệm thật thú vị ở đây. Ok bạn. Như em được biết thì Hồ Hòa Trung của mình là hồ nhân tạo đúng không anh? Hồi xưa đây là một cái thung lũng rất đẹp. Nhưng mà sau việc nhu cầu nước tưới tiêu cho những cái bản làng dưới xã Hòa Liên và Hòa Sơn thì người ta mới đắp. Đây là một cái hồ thủy lợi. Khi mà làm cái hồ này thì thế hệ bao quanh họ làm bằng tay hết. Không có máy xúc, không có xe bay, không có thế này, toàn bằng tay hết. Nói chung là khoảng mấy ngàn người họ làm trại ở đây rồi họ sống cả mấy năm để làm nên cái hồ này. Nhưng là hồ này là hồ gọi là có một cái tên khác là hồ thanh niên. Vì toàn thanh niên nó là bỏ công sức ra làm nên cái hồ này mình rất có ấn tượng vì chính ba mình đã làm cái hồ này. Vậy thì mực nước ở đây thì có duy trì như thế này không hay là mùa khô khác và mùa lũ nó sẽ khác? Trong một năm bốn mùa là lúc nào nước cũng mênh mang như thế này. Trong một ngày thì ở đây là cảnh đẹp nhất là sẽ gồm những cảnh nào? Lúc sáng sớm khi mà mặt trời vừa lên chúng ta có thể ra ngắm bình minh lên cực kỳ đẹp. Thứ hai là vào cuối chiều. Đây người dân người ta cũng thường ra đây vào buổi chiều để người ta đánh bắt cá. Ở đây thì có khoảng 10 hộ dân, trên dưới 10 hộ dân là họ sống trên cái hồ này. Tức là họ đánh bắt cá tôm. Và lát nữa mình sẽ có một hoạt động trải nghiệm là sẽ câu cá và thả lưới đúng không anh? Bây giờ nhờ anh Hoàng sẽ cùng chèo một vòng chở em đi tham quan cái khu vực này. Ok. Tiếp tục hoạt động trải nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay thì Trực sẽ cùng với mọi người tham gia kéo lưới tại Hồ Hòa Trung. Và như được biết thì lưới thì mọi người đã chuẩn bị giăng từ sáng sớm. Không biết kết quả sẽ như thế nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi nha.
Đây là chiến lợi phẩm của tất cả mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay, và nó sẽ là món ăn chính cho buổi tối. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng vào lều để chế biến thức ăn này đúng không ạ? Đi thôi. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ tối và ekip chúng tôi có kế hoạch ở lại đây vào ban đêm, cho nên mọi người đang trong cái khâu chuẩn bị đồ ăn tối của tối ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ nhóm lửa lên và nướng những món thức ăn và hứa hẹn sẽ hát hò cùng nhau bên cạnh những cái đốm lửa và sẽ nướng những món thức ăn tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong các khâu là nhóm lửa và nướng cá thì tất cả mọi người đang quây quần và chuẩn bị ăn tối. Đây sẽ là một bữa tối hứa hẹn nhiều điều tuyệt vời. Giờ đó ăn được rồi. Ăn được rồi. Anh ơi, ăn tối ở một không gian như thế này là em đã thử bao giờ chưa và cảm nhận của em như thế nào? Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm mình được ăn trong một không gian yên tĩnh, thanh bình đấy, rồi được ăn cùng với những người bạn của mình nữa. Kiểu như lâu lâu mình đổi gió đúng không? Dạ, đổi gió. Còn anh thì sao? Dạ, thì thực sự đây là lần đầu tiên em và chị được trải nghiệm tự bắt cá, tự nướng cá, tự làm tất cả mọi việc. Anh thấy cảm giác rất là mộc mạc và giản dị. Nên là rất lâu rồi em chưa có cảm giác này lại. Trong không gian se lạnh, được hít hà bầu không khí trong lành cùng với những người bạn, bên lời ca tiếng hát, bên những món ăn ngon và bên ngọn lửa thế này, chúng tôi đã có một đêm dã ngoại thực sự tuyệt vời. Chào buổi sáng mọi người. Trải qua một đêm vui chơi tưng bừng thì đây là thời khắc mà chúng tôi sẽ đón bình minh tại một nơi xa trung tâm thành phố. Nếu như cắm trại ở đây vào ban đêm thì buổi sáng em nghĩ là mọi người phải nên dành thời gian để chúng ta đi dạo quanh khu vực bãi bồi này, bởi vì em thấy đi khoảng chừng 500 mét thì anh đã ngửi được cái mùi cỏ non buổi sáng rất là thơm, mà cảm nhận được là thiên nhiên cũng như con người hòa hợp lại với nhau đúng không anh? Ở đây buổi sáng sớm thì mọi người hay uống cà phê, ngắm cảnh, và đồng thời thì buổi sáng sớm là chim bắt đầu bay đi ăn, nó hót rồi. Cò ở đây có thể một số con le le, lặn dưới nước đi bắt cá, rồi nghe tiếng thiên nhiên nó rất thú vị. Và người ta sẽ dựng luôn cả lều và ghế ở đây để người ta uống cà phê đúng không anh? Em tin là khi mà cái số này sẽ được phát sóng thì nhiều đoàn làm phim người ta sẽ tìm đến đây, bởi vì là cảnh ở đây rất là đẹp, như em thấy nên thơ trữ tình, người ta sẽ được hòa hợp cùng với thiên nhiên. Cách đây khoảng mấy tháng thì có một đoàn làm phim họ đóng một cảnh bên kia, họ đóng khoảng một tháng, quay cảnh chiều sông nước rồi cảnh thiên nhiên núi rừng ở đây. Cái bộ phim Yêu Em Bất Chấp đúng không anh? Người ta lấy bối cảnh chính ở đây là khu vực Hồ Hòa Trung. Buổi sáng hôm nay thì mình sẽ có những hoạt động gì anh ha? Đạp xe những cái đảo này, tập thể dục, cái mùi cỏ non, mùi sương rất tốt. Mình sẽ có xe đạp leo núi và mình đạp quanh khu vực bãi bồi. Bây giờ anh đã chuẩn bị xe đạp để cho em trải nghiệm cái đạp xe quanh hồ này. Đây là một trải nghiệm rất thú vị. Dạ, chắc em xin phép mấy anh em một chiếc xe đạp và em đạp một vòng ở đây luôn.
Sau những ngày làm việc căng thẳng, tới Hồ Hòa Trung, bạn như được tránh xa phố thị ồn ào, được tận hưởng không khí trong lành của núi rừng và ngắm bầu trời đầy sao trong đêm tĩnh lặng. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là bạn đã muốn xách ba lô lên và đi ngay. Vậy là hành trình trải nghiệm tại Hồ Hòa Trung xin được khép lại và tôi sẽ phải quay trở lại thành phố. Quả thật tôi đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp tại đây. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến thiên nhiên và có sở thích khám phá thì đừng quên đến Hồ Hòa Trung, quý vị sẽ càng yêu thêm thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.